Chị ơi, dạo này con em bị rối loạn hành vi, nói không nghe lời, không chịu học hành gì cả, thì em sử dụng sản phẩm gì? Nói không nghe lời, không tập trung, rối loạn hành vi có thể là bé đang có những cái dấu hiệu bị tăng động ấy. Bây giờ trẻ con bị tăng động rất là nhiều do xem điện thoại quá nhiều, xem tivi, bé cứ bắt chước những cái hành vi đó. Nào cũng bắt chước y như trong tivi, xem điện thoại. Bây giờ hầu như bố mẹ cho con xem điện thoại rất là nhiều, không ăn cũng cho xem điện thoại này. Thoại học đi rồi mẹ cho xem điện thoại này. Cái gì cũng lôi điện thoại ra. Từ đó bé bị rối loạn hành vi này, tăng động này, không ý thức được việc hành vi của mình làm này. Bố mẹ nói thì không hề nghe lời, đi học thì không hề tập trung chú ý học hành, thì bố mẹ nên bổ sung omega cho con kết hợp với Egaruta nhé. Egaruta thành phần của nó này giúp cho giảm cái lo âu mệt mỏi này, những cái bé mà có dấu hiệu này tăng động này, khó kiểm soát hành vi này thì đều có thể sử dụng được cái dòng này nhé. Dòng này nó hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên nên nó rất là an toàn và lành tính, nó không gây bất kỳ một tác dụng phụ gì sau khi sử dụng cả, nó không gây phụ thuộc thuốc nhé. Mẹ sử dụng Egaruta kết hợp với omega này là bệnh viện nhi trung ương khuyên dùng nhé. Dòng Egaruta nó là dạng gói cốm pha, còn omega nó là dạng siro nhỏ giọt nhé. Omega công dụng của nó chính là dẫn truyền các neuron thần kinh này, giúp cho phát triển não bộ nó như gạch để xây não nhé. Còn ví dụ Egaruta nó giúp giảm các triệu chứng như tăng động này, khó kiểm soát hành vi này, kết hợp hai cái dòng này được bác sĩ bệnh viện nhi trung ương khuyên dùng rất là nhiều. Các bạn có thể ấn vào giỏ hàng để tham khảo nhé.